Thì đây có thuật ngữ mà can thiệp động mạch vành tì đầu ấy, người ta coi là những can thiệp cấp cứu động mạch vành thủ phạm với chuyện là nong bóng, đặt stent hoặc mà bất cứ dụng cụ nào khác mà đưa được chuẩn y, mục đích là để tái thông lại các mạch tác, nhưng với điều kiện là chưa đã có tiêu sự huyết trước đó. Chủ yếu đây là cái guideline của EC 2018 có cập nhật thêm năm 2019. Thì can thiệp động mạch vành tì đầu với những bệnh nhân, đa số khi bệnh nhân mà có triệu chứng đau ngực ấy, thì sẽ có 3 tình huống. Một là người ta sẽ gọi cấp cứu. Khi mà xe cấp cứu đến thì việc đầu tiên khi tiếp xúc với nhân viên y tế thì cái việc đầu tiên với bệnh nhân đau ngực bao giờ người ta cũng sẽ làm cái ECG, tức là làm điện tâm đồ đầu tiên, và cái thời gian mà người ta cho phép để khi mà bệnh nhân lần đầu tiên đau ngực mà tiếp xúc với nhân viên y tế cố gắng là phải dưới 10 phút mình phải làm được cái điện tâm đồ. Và nếu như một cái điện tâm đồ mà có ECG lên thì mình sẽ nếu như từ chỗ bệnh nhân mà chuyển được bệnh nhân đến một cái trung tâm mà có can thiệp vành trong khoảng thời gian dưới 2 tiếng đồng hồ thì người ta sẽ chuyển đến trung tâm có can thiệp vành để tái tư máu bằng can thiệp. Còn nếu như trường hợp mà từ bệnh nhân mà đến trung tâm can thiệp mà nó cái thời gian di chuyển nó dài hơn 2 tiếng đồng hồ với nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên mà không có chống chỉ định của tia sữa huyết thì người ta sẽ áp dụng phương pháp tia sữa huyết, và trong vòng 10 phút sau đó là phải được tia sữa huyết. Một tình huống thứ hai là bệnh nhân sẽ đến thẳng bệnh viện mà một bệnh viện đó không có trung tâm can thiệp động mạch vành, thì cái lựa chọn phương án cũng giống như là bệnh nhân đang nằm ở trên xe cấp cứu. Nếu như mà từ cái bệnh viện đó mà đến một trung tâm mà có can thiệp được mà dưới 2 tiếng thì người ta sẽ chuyển ngay đến trung tâm có thể can thiệp được. Còn nếu mà quá 2 tiếng đồng hồ thì người ta sẽ lựa chọn tiêu sợi huyết trước, sau đó sẽ chuyển đến trung tâm can thiệp sau. Một tình huống nữa mà đa số bây giờ bệnh nhân sẽ xảy ra, tại vì ở gần tất cả các tỉnh mình chỉ trừ một số tỉnh nhỏ là không có can thiệp thôi, còn đa số các tỉnh là có can thiệp, thì bệnh nhân mà khi đau ngực sẽ đến bệnh viện và có cái trung tâm can thiệp. Thì ít nhất là trong vòng dưới 10 phút bệnh nhân phải được làm điện tâm đồ, và nếu có điện tâm đồ XT trên lên thì sẽ can thiệp ngay động mạch vành tì đầu. Và phải cố gắng rằng là từ lúc mà bệnh nhân nhập viện đến lúc bệnh nhân được lái qua tổn thương phải dưới 60 phút. Đó là guideline của EC 2018 về cái chuyện can thiệp động mạch vành tì đầu. Đây là một cái guideline người ta đưa ra là cái thời gian mà bắt buộc mình phải thực hiện. Ví dụ như từ lúc mà bệnh nhân nhập viện hoặc tiếp xúc với nhân viên y tế đến khi mà được làm điện tâm đồ lần đầu tiên, hoặc là đến khi là bệnh nhân điện tâm đồ có ECG trên lên rồi, nếu mà chuyển đến trung tâm can thiệp nó quá mà 2 tiếng đồng hồ thì sẽ tiêu sợi huyết. Thì cái từ lúc quyết định đó phải, và khi bệnh nhân được nhận liều bolus của thuốc tiêu sợi huyết là phải dưới 10 phút. Còn khi mà bệnh nhân tiếp xúc nhân viên y tế đầu tiên đến khi mà bệnh nhân được mà lái qua tổn thương thì phải thời gian maximum là phải dưới 90 phút thôi. Và nếu trường hợp mà bệnh nhân mà sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết mà không có kết quả thì phải can thiệp bằng rescue ngay. Còn nếu như mà dùng thuốc tiêu sợi huyết mà cho dù kết quả thành công thì người ta cũng có chiến lược là can thiệp động mạch vành trong vòng 2 tiếng đến 24 tiếng đồng hồ tiếp đó. Vì thế là cứ bệnh nhân sau khi nhồi máu cơ tim cấp ATC lên, các anh chị mà có dùng thuốc tia sữa huyết không rồi thì vẫn phải có cái hạt chuyển bệnh nhân đến nơi trung tâm can thiệp mạch vành để bệnh nhân có thể được can thiệp trong vòng 2 đến 24 tiếng đồng hồ. Mặc dù đó là can thiệp bằng thuốc tia sữa huyết thành công. Còn tất nhiên nếu mà dùng thuốc tia sữa huyết mà không thành công là đương nhiên là phải chuyển để can thiệp rồi. Đây là cái thời gian mà người ta cho phép, tức là maximum là ví dụ như từ lúc mà tiếp xúc với nhân viên y tế đầu tiên đến khi mà được cái chẩn đoán, tức là được làm cái điện tâm đồ tối đa maximum là 10 phút thôi. Hoặc là khi mà cái thời gian mà khi bệnh nhân mà được chẩn đoán là nhồi máu cơ tim cấp ST lên rồi đến khi mà bệnh nhân được can thiệp thì ít nhất phải dưới 60 phút. Và cái thời gian mà khi bệnh nhân cho những bệnh nhân mà không được can thiệp bằng cấp cứu và dùng thuốc tiêu sợi huyết thì cái chiến lược can thiệp tiếp theo của bệnh nhân cũng chỉ trong vòng từ 2 giờ đến 24 giờ đầu tiên. Vì thế ở những nơi mà dùng thuốc tiêu sợi huyết thì các anh chị cho dù kết quả thành công các anh chị cũng không nên giữ bệnh nhân ở đó mà các anh chị cũng phải nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến trung tâm tim mạch can thiệp. Về để chỉ định với những trường hợp mà can thiệp động mạch vành tì đầu thì chỉ định đương nhiên là với những bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ECG trên lên và có triệu chứng dưới 12 tiếng đồng hồ. Trong trường hợp mà không có ECG trên lên thì có một số dấu hiệu khác thì vẫn phải can thiệp động mạch vành tì đầu, đó là ví dụ như là huyết động không ổn định, hoặc là nhồi máu kim có sốc tim, hoặc là có tình trạng đau ngực tiến triển, hoặc là có những rối loạn nhịp mà nguy hiểm, hoặc là có ngừng tim và có biến cố ca học của nhồi máu cơ tim, hoặc là suy tim tiến triển. Và có thể là ngoài ra có thể trường nó thay đổi đo ST hoặc là thay đổi đo sóng T. Cái khuyến cáo mới người ta lựa chọn khi mà can thiệp động mạch vành thì đầu thì đường vào, người ta bây giờ khuyến cáo là nên lựa chọn đường động mạch quay. Tất nhiên là với điều kiện là cái tim can thiệp đó là phải quang mới làm mạch quay. Tại vì có một số bác sĩ người ta đào tạo cũ thì người ta không quang làm mạch quay, người ta làm mạch đùi thì người ta cũng chấp nhận cái chuyện là khuyến cáo là trong nhồi máu cơ tim cấp thì nên làm mạch quay. Làm mạch quay các anh chị thì biết là khi mà can thiệp qua đường mạch quay thì đường vào nó nhỏ, mình có thể kiểm soát được cái bằng ép tốt thì cái biến chứng chảy máu nó thấp hơn. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn như mình không quan làm đường quay mà giờ ép mình làm mạch quay thì cái chuyện đó là khó, thì nên khuyến cáo là dùng can thiệp cấp cứu thì làm mạch quay. Nhưng mà với những ai mà không quan làm mạch quay, người ta quan làm mạch đùi thì vẫn có thể triển khai được làm mạch đùi. Và khuyến cáo của mới người ta là cái can thiệp trong nhồi máu cơ tim cấp có tê trên lên, can thiệp từ đầu thì can thiệp động mạch vành thủ phạm thì đương nhiên là không phải bàn cãi rồi. Và nhưng mà dù sao thì các anh chị đều biết gần như khoảng 40 đến 50%, có thể thậm chí nhiều hơn, nếu mà ở những bệnh nhân mà hút thuốc lá nhiều hoặc đái đường thì không những cái động mạch thủ phạm bị còn bị những bệnh khác, ví dụ như bệnh ba thăng mạch vành. Thì chiến lược người ta xem là ngoài can thiệp động mạch, lúc mà can thiệp động mạch thì đầu thì cái can thiệp động mạch thủ phạm xong rồi còn những cái mạch khác có can thiệp được không. Thì trước đây người ta cứ cãi nhau mãi chuyện là có nên can thiệp là không can thiệp, rồi lúc mà bệnh nhân huy động không định hoặc nhồi máu cơ tim sốc tim như thế thì có nên can thiệp tiếp những nhánh đó không. Thì có một nghiên cứu gọi là corporate shock thì người ta đưa ra của nghiên cứu ở châu Âu, thì người ta thấy rằng là cứ can thiệp động mạch vành không thủ phạm trong nhồi máu cơ tim sốc tim ấy, thì người ta thấy rằng là lúc đầu thì có vẻ là cứ người ta quan điểm là phải tái thông hết tất cả các mạch vành, nhưng sau một thời gian người ta thấy là cái chuyện mà tái thông tất cả mạch vành với là chuyện mà chỉ can thiệp động mạch thủ phạm không thôi ấy, thì thấy can thiệp động mạch thủ phạm không ấy ở những bệnh nhân nhồi máu cơ tim sốc tim thì có vẻ là tốt hơn, vì cái là rút ngắn thời gian can thiệp này, bệnh nhân không bị suy thận. Và có quan trọng mấu chốt với những bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim sốc tim mà nếu bệnh nhân suy thận nữa thì trong vòng sáng rất là loãng quãng. Nên là thành ra bây giờ người ta coi là với nhồi máu cơ tim cấp có ECG trên lên cố gắng chỉ can thiệp ở động mạch thủ phạm không thôi. Còn trong trường hợp mà bệnh nhân có kèm theo sốc tim thì nếu những mạch máu khác mà mình có thể mình đánh giá được mà làm nhanh được thì mình sẽ làm nhanh, và những mạch máu khác thì cứ để lại là. Tuy nhiên là các chị biết năm 2019 EC 2019 cái nghiên cứu Cambridge thì người ta chỉ rằng là cái chuyện mà can thiệp những mạch vành mà không phải thủ phạm thì có thể là tốt trong trường hợp là tức là sau đó người ta có nghiên cứu làm người ta không làm ngay lúc mà primary intervention đâu, mà người ta có thể làm sau đó 1 ngày 3 ngày, và thường trung bình người ta là từ sau 1 tuần đến 3 tuần. Thì người ta thấy rằng nếu mà can thiệp như thế thì sẽ tốt hơn cho bệnh nhân, và người ta có một khuyến cáo người ta đưa hẳn là nên can thiệp để trước khi bệnh nhân gọi là ra viện. Và như các bạn đầu trú với cao học viện mình cũng nhiều lúc cười đùa là viện tim mạch có khi còn đi trước các khuyến cáo này, tại vì viện tim mạch có một số bác sĩ mình là còn thế là khi bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp vào làm can thiệp động mạch thì đầu sau đó là khoảng 2-3 ngày sau là coi như càng tiếp những cái mạch máu khác. Lúc đó thì quan điểm của người bảo là cứ để khoảng 1-2 tuần, có người thì bảo sau 1 tháng. Nhưng mà cuối cùng nghiên cứu ở châu Âu người ta chỉ rằng là làm như thế có khi là tốt hơn cho bệnh nhân. Và khuyến cáo luôn người ta, trước đây người ta cứ tranh cãi chuyện là bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp can thiệp thì đầu thì nên dùng những cái gọi là stent không phẫu thuật. Nhưng mà chỉ khuyến cáo bây giờ người ta chỉ định luôn là nên dùng những stent mà dùng hẳn luôn những stent thế hệ mới. Vì dùng stent thế hệ mới sẽ tốt hơn so với dùng stent thường, và cả thế hệ mới tốt hơn cả những bệnh stent phẫu thuật nhưng mà thế hệ cũ nữa. Cái việc này bây giờ là không phải bàn cãi nữa. Và một nghiên cứu năm 2019 vừa rồi, người ta là nghiên cứu Onyx One, người ta thấy rằng là nếu mà dùng stent thế hệ mới của Onyx thì người ta thấy rằng nếu mà những bệnh nhân mà nguy cơ mà phải chảy máu chưa dùng thuốc chống tập tiểu cầu, chỉ cần dùng cái thuốc dùng cái phác đồ DAPT, tức là dùng thuốc chống tập tiểu kết, và chỉ cần kéo dài 1 tháng nào là đủ. Và trong khuyến cáo mới về can thiệp mạch vành thì đầu thì người ta bàn cãi chuyện là có nên hút huyết khối hay không. Các anh chị để biết trong nhồi máu cơ tim cấp có ECG trên lên thì thường đa số là mạch vành nó tắc hoàn toàn do huyết khối. Thì trước đây có tác giả là cứ đồng loạt người ta cứ tắt hoàn toàn, là người ta đồng loạt là người ta rút hút cái khói. Sau một thời gian người ta thấy rằng cái hút cái khối mà đồng loạt như thế thì cái tỷ lệ biến chứng cái tai biến mạch não lại nhiều hơn so với không hút khối hoặc dùng bóng nong. Ngoài ra còn có thể gây tắc mạch đoạn xa hoặc là tắc mạch bạch nên nó khác nữa. Cuối cùng người ta thấy rằng nếu như mà những nhồi máu cơ tim cấp ectopic mà cái mọc tử phạm cứ khối nhiều mà gánh nặng cái khối mình nhìn thấy rõ ràng lớn thì người ta sẽ hút cái khối, còn nếu không thì người ta sẽ dùng bóng nong chứ không phải là hút cái khối đồng loạt. Và các anh chị thì biết với trường hợp như đây là một trường hợp điển hình làm ra bị tim mạch. Các anh chị đây là nhìn đây là cái ống sông 5F 5 Fran ít tì thẳng, mà khi khối thì mình hút mà nó còn tích có bịt luôn cả đầu ống thông này thì đương nhiên mình nó bóng nó không hiệu quả rồi. Và khi các anh chị nhìn thấy bơm huyết khối ra, đây là con cây đinh rất là lớn, cây đinh là cây đinh 7F, mà anh chị nhìn thấy huyết khối trong một cục này thì đương nhiên là với trường hợp này thì là hút huyết khối đương nhiên hiệu quả rồi. Nhưng mà khuyến cáo người ta là bảo là không phải hút huyết khối đồng loạt cho tất cả các ca nhồi máu cơ tim cấp có chết lên. Còn chi tiết là chuyện bóng đố xung đồng ở chỗ trong nhồi máu cơ tim cấp thì người ta thấy rằng là nếu mà đặt bóng đố xung đồng ở chỗ trong nhồi máu cơ tim cấp để can thiệp đồng loạt tất cả các ca lại đương nhiên là không tốt rồi. Còn trong trường hợp mà bệnh nhân có nhồi máu tim cấp có sốc tim thì cái hiệu quả của bóng đố xung đồng mạch chủ cũng chưa hẳn là tốt, và cũng không phải khuyến cáo bây giờ cứ nhồi máu cơ tim cấp ectopic mà có sốc tim thì đặt bóng đố xung đồng mạch chủ đâu, tại vì người ta thấy rằng giữa hiệu quả lợi ích mang lại không phải là nhiều lắm. Tuy nhiên là cái chuyện mà hỗ trợ huy động trong nhồi máu cơ tim cấp có sốc tim ấy, thì còn vẫn là một vấn đề đang bàn cãi giữa chuyện là có nên đặt bóng đố xung đồng mạch chủ hay không, hoặc là dùng EMELA hoặc là dùng ECMO. Nhưng mà ví dụ như lại hạn như ở Bạch Mai thì còn có ECMO, còn có bóng đố xung đồng mạch chủ, chứ còn ví dụ như ở Ninh Bình, Ninh Quân thì chắc là chưa có bóng đố xung đồng mạch chủ, hoặc là nếu mà có thì ECMO sẽ chưa có, hoặc chỉ có bóng đố xung đồng mạch chủ thì thôi mình có cái gì mình dùng đấy. Còn cái EMELA thì nó hơi đắt tiền, nhiều lúc cũng hơi khó. Và cái chuyện nữa là TCT 2018 và cái như lúc này bác sĩ Đăng có nói chuyện cái nghiên cứu SYNTAX tổng kết là sau 10 năm của can thiệp hồi xưa là Taxus, thì người ta thấy rằng kết quả sau của 10 năm của Taxus người ta nói rằng là không có sự khác biệt giữa chuyện can thiệp và mổ sau 10 năm. Thì vì thế nên thành ra là can thiệp bây giờ vẫn còn có đáp đứng. Nếu mà ví dụ can thiệp mà không tốt so với mổ thì đương nhiên là các ca bệnh bạch vành người ta chuyển đi mổ hết. Và người ta thấy rằng là trong trường hợp mà bệnh nhân bị tổn thương 3 nhánh bạch vành thì cái can thiệp nó hiệu quả nó kém hơn so với mổ làm cầu nối. Nhưng mà đây là mọi người biết là cái nghiên cứu SYNTAX là thứ nhất là cách đây 10 năm, kỹ thuật lúc đó làm nó cũng không phải là các kỹ thuật nhiều. Thứ hai nữa quan trọng là stent mà dùng đó là stent Taxus, mà anh chị biết bây giờ Taxus chẳng ai dùng nữa, tại vì tỷ lệ tái hẹp của phủ dòng Taxus nó rất là cao, nên thành ra là với những stent thế hệ mới bây giờ cái chuyện mà can thiệp chỉ có 3 nhánh lệch vành nhưng mà tổn thương nó không phải là quá phức tạp, điểm syntax score nó không quá cao thì người ta vẫn can thiệp chứ không phải là đặt stent nữa. Và cái chuyện mà giữa can thiệp và đặt stent trong left man thì lúc nãy bác sĩ Việt Anh cũng có trình bày rồi. Và TCT 2019 thì nghiên cứu EXCEL và Numble người ta đưa ra thì người ta so sánh giữa can thiệp và thân chung và CAPIC, thì người ta rằng là giữa CAPIC với lại BCI thì hiệu quả tương đương nhau. Nhưng mà tất nhiên là anh chị biết trong nghiên cứu EXCEL thì cái stent mà dùng cách đây 5 năm đó là stent của iPod, là một stent dự phòng sirolimus, là Science đã là stent đầu tiên mà người ta dám thử nghiệm can thiệp thân chung. Nhưng bây giờ có nhiều stent thế hệ mới khác là tốt hơn cả hãng Science, thì cái chuyện mà can thiệp thân chung với những tổn thương mà điểm tin sắc co mà từ thấp đến trung bình thôi, đặc biệt dưới 3 thì hiệu quả mình nghĩ chắc là tốt hơn, đặc biệt là trong vòng 1 đến 3 năm đầu tiên thì nó sẽ tốt hơn nhiều so với cái chuyện bệnh nhân mổ vắt cầu nối chu vành. Và một TCT 2019 trong nghiên cứu vừa báo cáo là nghiên cứu IDEAL MAN, tức là người ta sử dụng một stent thế hệ mới đó là Synergy để nghiên cứu đấu đầu với lại Science, thì người thấy rằng là với dùng stent Synergy để can thiệp thân chung thì người ta thấy là hiệu quả Synergy bây giờ còn sau 2 năm còn tốt hơn hẳn cả Science, và Science là stent cũ ngày xưa rồi. Và vì thế đó là lý do mà can thiệp thân chung sáng nay là giáo sư Hùng lựa chọn Synergy cho can thiệp thân chung.